Trần Hữu Giang, Chủ tịch Hội Nội Tiết Đại Thảo Đường Việt Nam. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ xem xét lại cái liên quan giữa cái bệnh Covid với cả cái tình hình bệnh tật và tử vong của những bệnh kèm. Đồng thời cũng qua đấy chúng ta cùng cập nhật một số thông tin liên quan đến bệnh đại thảo đường nội chung. Khi mà tỷ lệ mắc bệnh hiện nay trên thế giới không riêng gì Covid đã lên rất cao rồi. Có đến 463 triệu người mắc bệnh đại thảo đường. Nhưng có một điều cần những mảnh mà chúng ta chưa quan tâm đó là tiền đại thao đường nhìn thống kê có thể khác nhau nhưng theo liên đoàn đại thao đường quốc tế IDF cho đến năm 2019 là có đến 373 uh, triệu người bị mắc tiền đại thao đường việt nam chúng ta cũng số cũng khá lớn là đến 8,6 phần trăm tức là vào khoảng ba uh, năm triệu hơn 5 triệu người mắc tiền đại thao đường chúng ta làm gì và trong bối cảnh như vậy có cái thuốc men gì có phương tiện gì để cập nhật hay không Chính vì vậy mà có cái hội thảo hôm nay. Thì để mở đầu cho cái hội thảo hôm nay chúng tôi xin được uh, đi vào việc đầu tiên đó là đại thao đường. Thế thì um, câu hỏi đặt ra là chúng ta biết rằng hiện tại với sự tiến bộ khoa học có rất nhiều phương tiện để điều trị đại thao đường tốt. Từ cái việc khám phá insulin là một thế kỷ qua, lần theo thời gian chúng ta có rất nhiều loại thuốc uống, có rất nhiều loại, nhưng loại gì là chúng ta cần quan tâm và được áp dụng nhiều trên thế giới và Việt Nam chúng ta loại gì đầu tiên thế thì trong rất nhiều loại thuốc đặc biệt thuốc uống á, thì có một loại thuốc cũng khá lâu rồi đã cùng khoảng hơn nửa thế kỷ rồi đó là metformin thì rất nhiều cái hướng dẫn điều trị trên thế giới cho bệnh đại tháo đường nói chung kể cả tiền đại tháo đường gần đây thì chúng ta có thể có nhiều lựa chọn nhưng còn một loại thuốc mà được nêu rất nhiều đó là metformin câu hỏi đặt ra đó là tại sao metformin thì được khuyến cáo là bước một trong điều trị đại tháo đường và gần đây cho tiền đại tháo đường. Cái câu hỏi này chúng tôi xin mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Đào để cho chị. Xin mời chị. Cảm ơn thầy già. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp. À, chúng ta trở lại một cái vấn đề căn bản trong cái điều trị đại tháo đường. Đó là câu hỏi chúng ta phải trả lời. Đó là tại sao mấy phọc minh được khuyến cáo là cái bước thứ nhất trong cái điều trị đái tháo đường thì như vậy thì các bạn sẽ thấy một cái điều đó là điều trị đái tháo đường thì nhất là đái tháo đường tiếp 2 chúng ta phải điều trị theo cơ chế bệnh sinh và metformin là một thuốc tác động vào cái cơ chế giảm đề kháng với insulin đó là tình trạng đề kháng với insulin thường gặp ở cái người bệnh nhân tiếp 2 đề kháng ở mô ngoại biên bao gồm có mô cơ và mô mỡ cũng như là tình trạng giảm tân sinh đường ở gan thì metformin là thuốc nó tác động vào cái khâu này làm giảm đề kháng và vì vậy thì nó đưa đến một cái hiệu quả giúp chúng ta thấy đó là kiểm soát được đường huyết tốt hơn. À, tuy nhiên không chỉ có cái vấn đề là nó tác động vào cái cơ chế bệnh sinh mà nó còn được chứng minh trong các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm lâm sàng. Chúng ta trở lại với một cái nghiên cứu được xem là nghiên cứu vàng trong cái điều trị đấy học tiếp 2, đó là nghiên cứu ZUK-PDS. Thì cái nghiên cứu này chúng tôi gọi là nghiên cứu bản lề bởi vì nó đưa đến những cái thay đổi trong cái quan điểm điều trị sau này nhắc đôi nét về cái Zuki PTSD thì các bạn thấy là cái nghiên cứu này nó thực hiện trên cái đối tượng bệnh nhân là đái tháo đường tích 2 mới phát hiện và đặc biệt là trên cái số lượng bệnh nhân rất lớn 5.102 bệnh nhân thì thời gian theo dõi của chúng ta là trung vị là 17,7 năm tức là thời gian theo dõi rất là dài nghiên cứu này À, trả lời một cái câu hỏi là khi chúng ta điều trị đã theo đường tích cực giảm được hba1c liệu chúng ta có cải thiện được việc làm giảm các cái biến chứng của bệnh hay không thì kết quả nghiên cứu sau trung vị là năm cho từng bệnh nhân nhưng mà kéo dài trong vòng 2. năm thì nghiên cứu này đã cho thấy rằng là kết thúc của nghiên cứu những bệnh nhân trong nhóm điều trị tích cực với cái mức hba1c đạt được là 6,9% là 7% thì so với nhóm điều trị thông thường là có HB1C sau khi kết thúc nghiên cứu là 7,9%. Thì nhóm điều trị tích cực đã giảm được 42% tử vong liên quan đến đái tháo đường. Nó làm giảm được 36% cái tử vong do mọi nguyên nhân. Và đây là một cái kết quả ngoài mong đợi. Mong mong đợi mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái nhóm được sử dụng metformin so với những cái nhóm mà chúng ta chỉ có thay đổi lối sống hoặc là chúng ta điều trị bằng các thuốc giảm đường huyết khác. À, tiếp theo chúng ta nhìn à, sau đó thì cái khi mà cái nghiên cứu SUGAR PDS kết thúc thì người ta tiếp tục theo dõi trong vòng 10 năm. Tất cả những cái nhóm bệnh nhân được điều trị tích cực thì được chuyển trở về cho với các bác sĩ gia đình và họ sẽ điều trị theo các cái phác đồ điều trị đái tháo đường tại địa phương. Và người ta vẫn ghi nhận là sau 10 năm tiếp theo đó dù không còn điều trị tích cực và mức HbA1c có xu khuynh hướng là hơi tăng lên. Nhưng mà nhóm được điều trị tích cực từ ban đầu và được điều trị với metformin thì những cái tử vong liên quan đến đái tháo đường vẫn giảm được 21% so với nhóm điều trị thông thường. Và tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy cái tiêu chí là tử vong do mọi nguyên nhân ở cái nhóm sử dụng điều trị tích cực với metformin vẫn giảm được 27%. Và từ những cái tiền đề này thì chúng ta thấy một cái vấn đề đó là điều trị đái tháo đường thì chúng ta phải an toàn cho tim mạch. Câu hỏi là khi cái nhóm điều trị với metformin có mang lại cái hiệu quả an toàn cho tim mạch hay không? Và những cái lợi ích cho tim mạch hay không? Thì cái theo dõi sau 10 năm nghiên cứu tiếp theo khi kết thúc của nghiên cứu CQVDS xét về tiêu chí của nhồi máu cơ tim. Người ta ghi nhận là nhóm điều trị với mét minh tích cực từ ban đầu giảm được 33% cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Và tiếp theo nữa chúng ta nhìn trên các cái nghiên cứu khác đó là cái việc mà những cái nhóm bệnh nhân mà có cái hiệu ứng về cái chuyển hóa thì trong những cái tình trạng mà cường insulin thì cái nghiên cứu hôm đã cho thấy là cái nhóm sử dụng và nó làm giảm được cái từ những cái biến cố à, ban đầu cũng như là cái biến cố thứ phát thì nhóm metformin đã làm làm gia tăng được cái tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân là 39% so với những cái nhóm bệnh nhân được sử dụng các cái chế độ điều trị khác chỉ với một cái liều là metformin 850 mg sử dụng hai lần trong một ngày. Chúng ta nhìn tiếp, theo những cái lợi ích trên cái tim mạch đó là cải thiện cái tỷ lệ sống còn cho cái người bệnh nhân đái tháo đường mà được can thiệp mạch vành. Thì cái nghiên cứu này các bạn sẽ thấy được thời gian theo dõi là 250 ngày. Nhóm được sử dụng với metformin so với các cái nhóm mà được điều điều trị khác đó thì với một cái số lượng bệnh nhân rất lớn gần 1.000 bệnh nhân thì cái tỷ lệ mà sống không có biến cố ở cái nhóm metformin cao hơn hẳn và có ý nghĩa thống kê với cái P bằng 0,005. Và chúng ta nhìn thêm một cái tiêu chí khác trong cái cái việc mà làm giảm các biến cố tim mạch đó là giảm cái tử vong thì cái nhóm bệnh nhân đái thường tiếp 2 có bệnh lý tim mạch khi chúng ta sử dụng metformin và so sánh với cái nhóm không sử dụng với metformin thì cái tiêu tiêu chí mà chúng ta nhìn nhận đó là tần suất tử vong cộng dồn thì nhóm metformin giảm 36% với cái p rất khác biệt là p nhỏ hơn 0,0001. Chúng ta nhìn trên một cái một cái nhóm bệnh nhân rất là đặc biệt đó là nhóm bệnh nhân đã thường tiếp 2 mới chẩn đoán và có suy tim thì câu hỏi là chúng ta có làm ảnh hưởng đến suy tim nặng hơn không, có cải thiện được cái gì hay không. Thì nghiên cứu Specty thì trong vòng 9 năm thì có hai nhóm, nhóm sử dụng metformin và nhóm không sử dụng metformin. Thì xét trên tất cả các cái tiêu chí chúng ta nhận thấy là tất cả những cái tử vong chung do mọi nguyên nhân thì ở nhóm metformin giảm được 15%. Và tử vong do tim mạch thì giảm được 22% và giảm được cái tỷ lệ nhập viện là 19%. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhấn mạnh đây là những cái trường hợp mà suy tim mà không có tình trạng thiếu oxy ở các mô. À, bởi vì những trường hợp suy tim nặng hơn thì chúng ta không có sử dụng tiếp tục metformin. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là cái việc mà làm giảm các cái tỷ lệ này nó cũng liên quan đến cái việc chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt hơn với HbA1c là dưới 7%. Trong một nghiên cứu là nghiên cứu MET thì cái nghiên cứu MET này người ta trả lời một cái câu hỏi tiếp theo. Đó là cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng metformin và so với cái nhóm sử dụng placebo thì cái việc mà chúng ta giảm sử dụng metformin đấy nó có làm giảm cái độ dày của thất trái hay không cho những bệnh nhân mà bị bệnh độc mạch vành mà không có tiểu đường thì cái nghiên cứu này cũng chứng tỏ là cái nhóm bệnh nhân sử dụng metformin đã làm thay đổi tất cả cái độ dày của thất thất trái và một câu hỏi tiếp theo chúng ta vẫn phải trả lời đó là có thể sử dụng metformin cho bệnh nhân đang tiếp hai có bệnh bệnh thận mạn hay không thì những cái nhóm bệnh nhân người ta cũng so sánh giữa hai nhóm nhóm sử dụng metformin và nhóm không sử dụng thì xét trên các cái tiêu chí về tử vong do mọi nguyên nhân cũng như là tử vong tim mạch thì nhóm bệnh nhân sử dụng metformin cũng giảm được 51% tử vong do mọi nguyên nhân và giảm được cũng 51% do cái tử vong tim mạch à, chúng tôi cũng nhấn mạnh đây là những cái mức độ mà bệnh thận mạn đó được phép sử dụng với metformin chứ không phải là tất cả các cái mức độ nào của bệnh thận mạng. Và, uh, xin cảm ơn uh, phó giáo sư uh... Mùi Thị Bích Đào đã trình bày một cách rất rõ ràng uh, về cái lý do tại sao mà thuốc đầu tiên được chọn lựa cho đại thao đường và xin nói rõ thêm nữa là đại, tìm đại thao đường đó là metformin. minh uh, những cái thống kê hệ sức thuyết phục tôi cũng xin được uh, thêm một cái ý về cái, cái chế tác dụng thì chúng ta biết rằng là 90 đến 95 phần trăm những bệnh nhân đại thao đường thuộc tiệp 2 cơ chế chính của nó là đề kháng insulin và chính... Metformin nó cải thiện cái tình trạng đề kháng insulin tại gan và tại mô cơ và gần đây thì theo những cái nghiên cứu cũng tìm ra được là metformin nó kích thích tiết GLP-1 là một cái hormone incretin ở ruột nó kích thích tùy tiết insulin đồng thời nó làm giảm tác dụng DPP-4 là một cái thuốc là một cái chất mà nó hủy incretin tức là GLP-1 là những cái chế rất hay chúng ta cũng biết rằng là metformin còn có nhiều tác dụng khác nữa rất là hay hơn nữa là cái tình đáp ứng cũng rất là tốt xin cảm ơn giáo sư bên đào rất là nhiều à, một vấn đề khác cũng xin nêu ở đây như tôi trình bày từ đầu đó là bên căn đại thảo đường thì có một cái thuốc ngữ khác gần đây người ta nói nhiều đó là tiền đại thảo đường pre diabetes tiền đại thảo đường là cái gì thực ra cái thuật ngữ này người ta đã phát hiện cái cơ chế bệnh lý nó đã lâu rồi thì trước đây có những tên gọi khác ví dụ như là rối loạn đường mạo lúc đó ấy hoặc là rối loạn dung nạp glico vân vân vâng. thế thì uh, gần đây đã xác định rất rõ đây là một cái thực thể mà chúng ta cần phải quan tâm thì tiền đại thao đường là cái gì tiền đại thao đường đó là một cái tình trạng tăng glico trong máu chưa đến mức đạt cái chuẩn để chẩn đoán đại thao đường chưa đến mức để chẩn đoán đại thao đường chúng ta biết rằng là đường máu đói là 7 mm là đại thao đường nhưng mà những người chỉ cần từ 5,6 đến 6 trước đây gọi là rối loạn đường màu lúc đói đây là một tiêu chuẩn của tiền đại thao đường tiền đại thao đường tức là 126 tức là là, là đường máu người bình thường á lên đường mọc khi đói là phải à, dưới 5,6 mmol tức là dưới dưới 100 mg còn nếu như chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp glucose sẽ một với một uh, 75 g glucose hai giờ sau khi làm nghiệm pháp nếu như mà đạt 11,1 milimol tức là 200 mg đấy là đại tháo đường nhưng mà những người đạt từ mức 7,8 cho đến 11 milimol tức là uh, 100 tức là mở cái mức chưa đạt đến đái tháo đường mức đó trước đây gọi là rối loạn dung nạp polyco đấy là tiền đại tháo đường và gần đây theo ADA tức là hội đái tháo đường Hoa Kỳ hội đái tháo đường Việt Nam của chúng ta chấp nhận công số đó đó là chúng ta còn dựa vào HbA1c những người có HbA1c mà 6,5% là đại tháo đường. Nhưng mà những ai mà đạt từ 5,7 đến 6,4 thôi, những người đó gọi là tiền đại tháo đường. Tất nhiên tôi xin tóm tắt lại, ngưỡng đoán tiền đại tháo đường là đường máu đói bao nhiêu ạ? À? Từ 5,6 đến 6,9 mmol. Và nghiệm pháp 2 giờ sau là từ 7,8 đến 11 mm là tiền đại tháo đường. Và chúng ta có thể dựa vào HbA1c từ 5,7 đến 6,4 là tiền đại tháo đường tất nhiên tôi cũng nói thêm một cái này à, có rất nhiều quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn chẩn đoán tuy nhiên cái công số có thể khác nhau một chút tùy theo chủng tộc tùy theo những điều kiện văn hóa xã hội Và chúng ta chấp nhận công số của ADA bởi vì đã được nghiên cứu rộng rãi trên nhiều chủng tộc khác nhau trong đó có chủng tộc châu Á vì vậy chúng ta có thể dựa vào những công số này đấy là tiền đại theo đường à, thì cũng những đây cũng xin nói thêm thế thì đại thao đường Việt Nam chúng ta bây giờ tỷ lệ mắc là đến 5,3 phần Thế thì còn, tiền đại thao đường ở Việt Nam chúng ta như thế nào? Tỷ lệ ra sao và trên thế giới thế nào? Câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin uh, kính mời phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn thế Bích đào nói về di tệ của tiền đại thao đường. Xin mời chị. À, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, chúng ta có thêm một cái uh, chủ đề mới đó là cái tiền đại thao đường. Thì uh, cái vấn đề là cái uh, tiền đại thao đường thì uh, cái câu hỏi là nó có phổ biến hay không? Thì theo IDF năm 2019 thì chúng ta thấy là cứ 13 người trưởng thành thì có một người bị mắc các cái rối loạn dung nạp glico trên thế giới. Như vậy thì với một cái tỷ lệ cao như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tiền đại tháo đường là một cái nhóm người mà nguy cơ cao sẽ phát triển thành đại tháo đường trong tương lai nếu như chúng ta không can thiệp. Và tiền đại tháo đường mặc dù được biết đến từ rất xa xưa Tức là từ những năm 1950, do một bác sĩ sản khoa ở Nam Phi đã đề cập tới. À, tuy nhiên ấy, thì ngày nay với cái đà phát triển của đài tháo đường thì người ta quay trở lại, người ta nhìn nhận cái nhóm này. Và cái nhóm bệnh nhân này thì xưa kia chúng ta thấy rằng là nó chỉ có một số ít nhưng mà với cái sự thay đổi của lối sống hiện nay thì cái nhóm này ngày một tăng lên. Và nếu như chúng ta không có can thiệp thì nó trở thành cái đài tháo đường trong tương lai. Như vậy thì ở tại Việt Nam chúng ta là cái số người bệnh nhân bị tiền đài tháo đường có nhiều như các nước phương Tây, như các nước ở vùng Nam Mỹ và Bắc Mỹ hay không? Thì những cái thống kê tại Việt Nam cũng cho thấy là cái số lượng người bệnh tiền đài tháo đường ấy, thì hiện nay là 1,4 lần so với cái người bị đài tháo đường. Như vậy thì khi có một bệnh nhân đài tháo đường, chúng ta biết rằng trong cộng đồng chúng ta sẽ có 1,4 người là có bị đài, tiền đài tháo đường. Và như vậy thì nếu như chúng ta không can thiệp thì đến năm 2045 số bệnh nhân tiền đài tháo đường sẽ tăng lên là 47%. Và tiếp theo, một câu hỏi nữa là chúng ta can thiệp. Thì câu hỏi là tiền đại tháo đường chỉ là một tình trạng hay được xem là một bệnh? Thì tại tại sao lại có một vấn đề là từ một tình trạng gọi là tiền đại tháo đường và được trở thành được xem là một bệnh? Bởi vì là cái người tiền đại tháo đường có nguy cơ cao bị các cái bệnh lý tim mạch. Và cho đến CD10 là cái mã C, CD ấy, à, cho thấy ấy, là với cái mã số là R7305 là được cho xem là tiền đài theo đường là một cái mã mã bệnh tại Việt Nam. Và hiện nay trong cái phiên bản ICD11 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới và tắt là WHO thì tiền đài theo đường được công nhận là bệnh và nằm trong mục bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Và hiện tại tại Việt Nam chúng ta đang tiến hành việt hóa bản ICD11 để sớm được áp dụng các cái quy chuẩn trong cái tình trạng và theo quốc tế. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tiền này hao đường nó rất là phổ biến và được công nhận là một bệnh. Và vì vậy thì trong tất cả cái này không chỉ là quan tâm của bác sĩ nội tiết mà tất cả các bác sĩ đa khoa, các bác sĩ trong các cái chuyên ngành khác đều phải quan tâm đến vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư Nguyễn Thị Bích Đào chúng ta biết rằng là đái tháo đường thì có rất nhiều tiếp khác nhau trong đó hai cái tiếp nổi bật là tiếp 1 và tiếp 2 riêng tiếp 2 là chiếm đến 90 đến 95 phần nhưng hãy nhớ rằng đái tháo đường tiếp 2 không có biểu hiện gì trên lâm sàng hết mặc dù đã bị bệnh thực sự rồi thế thì chúng ta vừa đề cập một cái khái niệm mới đó là tiền đái tháo đường thì lại càng không có bất kỳ một biểu hiện nào trên lâm sàng kẻ thù mà dấu mặt hết sức nguy hiểm tiếp 2 đái tháo đường đã là nguy hiểm rồi tiền đái tháo đường thì càng nguy hiểm hơn trong lúc đó với những thống kê mà giáo sư Peter vừa cho chúng ta biết là cái số lượng hết sức lớn là quanh chúng ta cứ một người bị đại thao đường thì có 1,4 người không bị đại thao đường nhưng là bị tiền đại thao đường chúng ta làm cái gì bây giờ đây là một câu hỏi và một câu hỏi thứ hai và chị Dao vừa cho chúng ta một cái khẳng định đây là một bệnh đã được tổ chức cái thế giới công nhân và Việt Nam chúng ta công nhận không băn khoăn nữa đã là một bệnh thì chúng ta phải điều trị và nó có một cái quyền để được chăm sóc hàng hóa về phương diện bảo hiểm và những vấn đề khác tại sao lại không thế thì một câu hỏi khác cũng đặt ra chúng ta cần phải đào sâu thêm nữa thế thì nếu như tiền đại thao đường mà nếu không được chẩn đoán không được điều trị thì dẫn đến những hậu quả gì đây là một câu hỏi mà tôi thấy hết sức là quan trọng chúng tôi trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ hoàng văn sĩ sẽ cho những ý kiến liên quan đến cái câu hỏi này dạ vâng à, kính thưa giáo sư tiến sĩ trần hữu Giàng, Phó đốc sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Đào cùng tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Tấn Đạt, quý thầy cô cũng tất cả quý đồng nghiệp đang theo dõi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. À, như phó giáo sư tiến sĩ Đào cũng như là thầy Đàng đã giới thiệu, thì tiền đái tháo đường được xem là một bệnh. thì chúng ta cũng biết nếu là một bệnh mà chúng ta không điều trị thì chắc chắn sẽ để lại những cái hậu quả à, của cái diễn tiến của cái bệnh đó. Như vậy đối với đái tháo đường chúng ta không điều trị thì nó có những cái hậu quả gì? thì đó là cái nội dung mà tôi sẽ xin trao đổi cùng với quý thầy cô và quý đồng nghiệp. À, đây là cái sơ đồ, à, à, đây là cái bảng tổng kết lại những cái à, diễn tiến về mặt dịch tệ của đái tháo đường. Nếu như chúng ta có tiền đái tháo đường, nếu như chúng ta không điều trị, à, chúng ta cùng nhìn những cái con số chúng ta thấy một bệnh nhân bị đái tháo đường hay được chẩn đoán là đái tháo đường nếu như chúng ta không điều trị thì như vậy cứ mỗi năm sẽ có 11% những đối tượng này sẽ tiến triển thành đái tháo đường. Và vừa rồi chúng ta cũng biết là Phó giáo sư Bích Đào đã nói về những cái lợi ích khi mà chúng ta điều trị đái tháo đường chúng ta sẽ giảm được những cái nguy cơ, những cái biến cố về tim mạch. Và chúng ta thấy rằng trong suốt cái diễn tiến của một tiền đái tháo đường thì nếu như chúng ta không điều trị thì 70% những đối tượng này cũng sẽ tiến triển từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường. Và chúng ta thấy rằng là nếu tính thời gian chúng ta thấy rằng là ngắn hơn một tí, và chúng ta thấy là trong vòng 5 năm thì 15 tới 30% những bệnh nhân được chuẩn đoán là tiền đái tháo đường cũng sẽ trở thành được chuẩn đoán đủ tiêu chuẩn để chúng ta nói rằng bệnh nhân này là à, đủ tiêu chuẩn để đái tháo đường. Và trong vòng 10 năm chúng ta thấy rằng là gần một nửa những bệnh nhân tiền đái tháo đường cũng tiến triển thành là được chuẩn đoán là đái tháo đường. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là trên những cái đối tượng chúng ta thấy như là có thai chúng ta thấy hoặc là trên những trường hợp chúng ta thấy rằng là rối loạn dung nạp đường huyết à, khi đói hoặc là chúng ta thấy rằng là rối à, loạn dung nạp đường huyết khi chúng ta làm nghiệm pháp thì chúng ta thấy rằng là đối với trường hợp mà bệnh nhân bị à, đái tháo đường ở trên thai kỳ thì cái nguy cơ chúng ta thấy trước khi mà bệnh nhân được chuẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ thì 20 đến 60 phần trăm à, chúng ta thấy là những trường hợp tiền đái tháo đường trong thai kỳ thì trong vòng 5 đến 10 năm sau sẽ được à, trở thành một cái đái tháo đường và chúng ta thấy rằng là cả hai cái nhóm à, chúng ta thấy được chẩn đoán là tiền đái tháo đường tức là rối loạn dung nạp gluco hoặc là rối loạn đường huyết khi đói chúng ta thấy đều tăng cái nguy cơ trở thành đái tháo đường à, khi bệnh nhân chỉ mắc một trong hai cái thì chúng ta thấy cái nguy cơ này sẽ tăng gấp đôi à, trong những trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán là tiền đái tháo đường thì trở lại chúng ta thấy rằng là à, đối với trường hợp bệnh nhân bị tiền đái tháo đường thì À, những biến chứng nào sẽ xảy ra hay là bệnh nhân sẽ có những cái biến chứng nào thì chúng ta cùng quay lại cái sinh bệnh học của à, diễn tiến của một bệnh nhân đái tháo đường chúng ta biết một trong những cái thay đổi chuyển hóa sớm nhất của một bệnh nhân đái tháo đường type hai chính là hiện tượng chúng ta thấy rằng là cái sự à, giảm đi cái sự à, có hiện tượng đề kháng với insulin tức là nhạy giảm đi cái sự nhạy cảm insulin chúng ta thấy theo thời gian sẽ giảm xuống như vậy chúng ta thấy rằng là tế bào à, beta của tuyến tỵ sẽ tăng hoạt động để tăng tiết insulin bù trừ À, bù trừ ở đây chúng ta thấy để giữ cho các đường huyết chúng ta ta thấy là tương đối ổn định chúng ta thấy ở đây à, và đương nhiên chúng ta thấy theo thời gian khi mà cái sự bù trừ của tế bào beta tuyến tị không đảm bảo để tăng insulin để bù trừ lại các hiện tượng đề kháng insulin thì khi đó chúng ta thấy rằng là đường huyết bắt đầu tăng và sau đó nó trở thành là đái tháo đường thực sự chúng ta thấy ở đây và ngay cả chúng ta thấy trong cái giai đoạn trước khi được chẩn đoán là đái tháo đường thực sự ở trong giai đoạn mà chúng ta gọi là tiền đái tháo đường ở đây là đã xuất hiện những cái biến chứng liên quan đến mặt máu và một trong những biến chứng xuất hiện sớm chính là những biến chứng liên quan đến mặt máu lớn và sau đó là biến chứng liên quan đến những mặt máu nhỏ thì như vậy những biến chứng mặt máu lớn và máu nhỏ là gì trên những bệnh nhân tiền đái tháo đường thì chúng ta thấy rằng là À, đối với mạch máu lớn chúng ta thấy ở đây thì cái nguy cơ sẽ bị biến cố tim mạch tăng gấp hai lần ở những người tiền đái tháo đường và chúng ta thấy rằng là cái tiến trình mà bệnh nhân chuyển từ một cái tiền đái tháo đường thành đái tháo đường càng nhanh khi mà cái nguy cơ biến cố tim mạch càng cao nghĩa là chúng ta thấy bệnh nhân càng có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch thì cái nguy cơ tiến triển nó càng sớm hơn và đối với biến chứng mạch máu nhỏ chúng ta thấy chúng ta có những biến chứng về thần kinh biến chứng trên võng mặt võng mạc hoặc biến chứng về bệnh thận thì cũng ghi nhận trong những cái uh, nghiên cứu chúng ta thấy rằng là 8, 18 phần trăm những trường hợp chúng ta thấy rằng là là có cái biến chứng về thần kinh khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chẩn đoán là một cái bệnh nhân tiền đái tháo đường chúng ta thấy biến chứng thần kinh khi mới mà chúng ta thấy là mới trần đoán và 12% là bệnh nhân đã có biến chứng về về võng mạc và chúng ta thấy rằng là 18% bệnh nhân là được chẩn đoán là bệnh thận mãn khi xuất hiện chúng ta thấy được chẩn đoán là tiền đái tháo đường thế như vậy chúng ta thấy rằng ngay giai đoạn rất sớm trước khi chuyển về chuyển sang đủ cái tiêu chuẩn để chúng ta trần đoán là đái tháo đường là bệnh nhân đã có những biến chứng trên mặt máu lớn cũng như là những cái biến chứng trên mặt máu nhỏ thì đây là một cái nghiên cứu chúng ta thấy là minh họa à, cho một cái, cái 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 những cái gì mà mà ở trên tôi đã nói về cái nguy cơ của một bệnh nhân được chẩn đoán là tiền đái tháo đường à, đưa tới những cái nguy cơ về tim mạch như thế nào một cái nghiên cứu tại Australia chúng ta thấy hơn 10.000 bệnh nhân à, hơn nạn nhân thì trong cái nghiên cứu này à, họ so sánh cái nguy cơ tử vong tim mạch giữa cái nhóm mà có đường huyết bình thường so với cái nhóm bệnh nhân có rối loạn chúng ta thấy đường huyết khi đói thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong chúng ta thấy là 2,5% so với 1. Ở đây chúng ta thấy hay nói cách khác chúng ta thấy rằng nguy cơ tử vong tim mạch tăng gấp đôi ở cái nhóm được chẩn đoán là tiền đái tháo đường so với cái nhóm là đường huyết đường huyết bình thường. À, sau đó chúng ta thấy có một cái phân tích gộp chúng ta thấy là cũng rất lớn trên 53 cái nghiên cứu à, tiến cứu chúng ta thấy với hơn một triệu sáu những bệnh nhân và họ theo dõi thời gian là 9,5 năm thì trong cái nghiên cứu này họ giải thích họ cũng nằm nhầm trả lời các câu hỏi à, liệu là một bệnh nhân được chẩn đoán là điền thái tháo đường thì có những biến cố tim mạch nào và các cái thể lâm sàng hay là các cái thể chẩn đoán về tiền đái tháo đường như là rối loạn đường huyết à, khi đói rối loạn dung nạp đường huyết hoặc là tăng hb1c thì nó có khác gì nhau trong cái biến cố về tim mạch à, hay không thì chúng ta thấy rằng là trong các cái thể chúng ta thấy là à, Uh, chuẩn đoán là tiền đái tháo đường thì khi phân tích chúng ta thấy đều gia tăng cái nguy cơ bệnh nhân bị các cái biến cố về tim mạch À, về tim mạch. Đặc biệt chúng ta thấy là dối loạn đường huyết, dung nạp đường huyết thì chúng ta thấy hầu hết các cái biến cố về tim mạch từ biến cố tim mạch chung tới biến cố bệnh mạch vằn tới đột quỵ hoặc tử vong do bệnh tim mạch chúng ta thấy đều tăng cái nguy cơ so với trường hợp chúng ta thấy là bệnh nhân không bị tiền đái tháo đường và ngay cả tăng Hb1c cũng vậy và chúng ta thấy rằng ở mức độ khiêm tốn hơn đó là dối loạn dung nạp đường huyết chúng ta thấy rằng là cũng có tăng nguy cơ tuy nhiên chúng ta thấy sự khác biệt không có ý nghĩa trên phương diện thống kê khi phân tích trong cái đối tượng này được này. À, tuy nhiên khi một cái phân tích khác, chúng ta thấy ta gọi là phân tích sự khác biệt giữa các nhóm với nhau thì lại thấy không có sự khác biệt. Hay nói cách khác, chúng ta thấy rằng là là cái kết quả trong cái phân tích gọt này, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân được chuẩn đoán là tiền đái tháo đường dù là cái thể nào đi chăng nữa đều làm gia tăng cái nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch so với trường hợp bệnh nhân không bị đái tháo đường. Và một cái phân tích chúng ta thấy năm 2010 à, mô tả rõ hơn nữa về cái vai trò hay cái nguy cơ à, của các cái thể rối loạn tiền đã thao đường chúng ta thấy của các thẻ tiền đã thường từ rối loạn đường huyết khi đói cho đến rối loạn trung nạp đường huyết chúng ta thấy rằng phân tích gọt này chúng ta thấy đều cho thấy rằng là đối với bệnh nhân được chuẩn đoán là tiền đái tháo đường so với trường hợp đường huyết bình thường đều tăng nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch chúng ta thấy ở đây à, 1.18 à, trong cái nhóm là rối loạn đường huyết khi đói so với là chúng ta thấy 1.2 so với rối loạn dung nạp đường huyết hay nói cách khác trong cái phân tích gộp từ 18 cái nghiên cứu lâm sàng này à, cho thấy chúng ta thấy dù bệnh nhân à, tiền đái tháo đường ở cái thể rối loạn đường huyết khi đói hay là rối loạn dung nạp đường huyết đều làm tăng cái nguy cơ từ 18 cho tới 20 phần trăm cái nguy cơ bệnh nhân bị tim mạch so với trường hợp bệnh nhân không có được chẩn đoán hay không phải là không có tăng đường huyết và đường huyết bình thường à, một cái à, câu hỏi thứ hai là cái tiến triển của một bệnh nhân thế tiền đái tháo đường liên quan đến biến cố tim mạch như thế nào đây cũng một cái phân tích khá lớn à, cái nghiên cứu trên những phụ nữ chúng ta thấy là nghiên cứu là health study ở đây hơn gần 120 bệnh nhân thì trong cái phân tích này họ so sánh giữa cái nhóm là không mắc đái tháo đường trong suốt cái quá trình mà nghiên cứu so với các cái thể à, diễn tiến khác nhau đối với trường hợp bệnh nhân trước khi À, được chẩn đoán là đái tháo đường hay nói cách khác là bệnh nhân bị tiền đái tháo đường là đã tăng cái nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch so với cái nhóm chúng ta thấy không bị mắc đái tháo đường gần gấp 3 lần và sau khi được chẩn đoán là đái tháo đường tăng lên gấp khoảng 3,7 lần và nếu như bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường ngay từ giai đoạn đầu của nghiên cứu thì cái nguy cơ bệnh nhân bị biến cố tim mạch càng cao hơn nữa tới gấp 5 lần so với cái nhóm bệnh nhân không bị đái tháo đường trong suốt quá trình nghiên cứu và một cái phân tích khác cũng trong cái nghiên cứu này họ đánh giá cái thời gian xuất hiện đái tháo đường à, kể từ khi chúng ta thấy rằng là bệnh nhân à, à được chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Chúng ta thấy ở đây nếu như cái thời gian bệnh nhân à, chuyển chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường trên tức là sau hơn 15 năm thì cái nguy cơ bệnh nhân bị biến cố tim mạch tăng 2,4 lần. À, nhưng nếu như cái thời gian nó ngắn hơn từ 10 đến 10 tới dưới 15 năm thì là lên tới gần 3,2 lần và nếu như ngắn hơn nữa tức là trong vòng 10 năm sau khi chẩn đoán tiền đái tháo đường mà bệnh nhân chuyển sang là đái tháo đường thì cái nguy cơ bị biến cố tim mạch nó tăng lên gấp khoảng 3,6 lần so với trường hợp chúng ta thấy rằng là bệnh nhân không bị mắc đái tháo đường trong suốt quá trình theo dõi một bệnh nhân à, tiền tiền đái tháo đường đó là trên các cái biến cố về tim mạch nói chung còn trên cái biến chứng về thần kinh cũng là một trong cái biến chứng mà chúng ta cũng hay gặp trên những bệnh nhân đái tháo đường thì thì trên bệnh nhân tiền đái tháo đường thì cái nguy cơ bị các biến chứng về thần kinh ngoại biên nó như thế nào thì đây chúng ta thấy là họ so sánh giữa cái nhóm chúng ta thấy rằng là kiểm tra về mặt thể chất kiểm tra về mặt định lượng cũng như là các bảng câu hỏi kết hợp cả ba theo thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân chúng ta thấy mới mắc bệnh thần kinh ngoại biên khi mà được chẩn đoán ở một bệnh nhân là tiền đái tháo đường sau trên một cái nghiên cứu chúng ta thấy phân tích gộp từ 32 cái nghiên cứu khoảng gần chúng ta thấy sáu ngàn rưỡi à, bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà biến chứng à, thần kinh ngoại biên là 16 phần trăm trong khi mà chúng ta dùng phương pháp à, kiểm tra định lượng và chúng ta thấy rằng qua chúng ta thấy kiểm tra thể chất là 24 phần trăm và bảng câu hỏi chúng ta thấy dựa vào các bảng câu hỏi để xem bệnh nhân có biến chứng về thần kinh hay không chúng ta thấy là tỷ lệ là 8 phần trăm và nếu chúng ta kết hợp cả ba cái à, cái cái tiêu chí này chúng ta thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân bị biến chứng à, về thần kinh ngoại biên là 18 phần trăm thì đối với chúng ta thấy rằng là cái biến chứng lên võng mạc thì trên bệnh nhân tiền đái tháo đường thì cái tỷ lệ biến chứng này là 12,3% cao hơn so với trường hợp chúng ta thấy rằng là đường huyết bình thường chỉ có 8,9% mà thôi chúng ta thấy ở đây thì như vậy chúng ta thấy rằng là ngay cả bệnh nhân tiền đái tháo đường là bệnh nhân vẫn có thể có những cái biến chứng về thần kinh ngoại biên hoặc cái biến chứng à, biến chứng về về mặt máu và chúng ta thấy rằng một cái biến chứng mà chúng ta cũng hay quan tâm trên một bệnh nhân đái tháo đường thường đó là biến chứng về bệnh thận mãn. Và chúng ta thấy như vậy trên bệnh nhân tiền đái tháo đường biến chứng này đã có hay chưa? Thì đây cũng là một cái phân tích chúng ta thấy rằng họ à, phân tích cái tỷ lệ chúng ta thấy là bệnh nhân giảm cái độ lọc cầu thận trên cái nhóm bệnh nhân không bị đái tháo đường trên cái nhóm bệnh nhân được chẩn đoán là tiền đái tháo đường và trên bệnh nhân chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đã bị đái tháo đường. Chúng ta thấy nhưng mặc dù bệnh nhân chưa được chẩn đoán trước đây chúng ta thấy ở đây thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà bệnh nhân có độ lọc cầu thận ở trong cái mức mà chúng ta thấy rằng ở cái màu xanh đậm nhạt ở đây tức là chúng ta thấy khoảng từ 30 đến 59 chúng ta thấy độ lập của thận dưới 60 đây là phần trăm trên bệnh nhân không đái tháo đường thì tỷ lệ này là phần trăm trên bệnh nhân được chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Như vậy chúng ta thấy ngay cả bệnh nhân tiền đái tháo đường thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh thận mãn cũng đã tăng nhiều hơn so với những trường hợp mà bệnh nhân chúng ta thấy rằng là không bị đái tháo đường. Tóm lại chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân À, được trần đoán là tiền đái tháo đường. Chúng ta thấy rằng là thực sự chúng ta thấy chúng ta cần có một cái nhìn, chúng ta thấy rằng là đúng đắn hơn và nghiêm túc hơn à, về cái biến chứng. Chúng ta thấy mạch máu lớn cũng như là biến chứng mạch máu nhỏ hay nó khác khác, biến chứng lên tim mạch, biến chứng lên thận, biến chứng lên thần kinh ngoại biên cũng như biến chứng lên lên võng mạc à, để chúng ta có một cái biện pháp điều trị và phòng ngừa để chúng ta giảm được các nguy cơ này. Và dạ, cái phần trình bày của tôi tới đây là à, hết. Xin chuyển qua cái phần trình bày tiếp theo. Ạ. Vâng, xin cảm ơn uh, tiến sĩ hồ Văn Sĩ, một chuyên gia về tim mạch đã cho chúng ta một cái toàn cảnh như là cả cái biến chứng của tiền đại thao đường. À, điều này cho chúng ta thấy rằng là càng xác định rõ hơn cái điều mà phó giáo sư Đào đã trình bày. Đây là một bình thực sự. À, bởi vì chúng ta biết rằng đại thao đường, nhất là đại thao đường tiệp 2, chúng đa số chết vì cái gì ạ? Tử vong vì cái gì? tự vong vì biến chứng tim mạch rồi thần vân vân thế thì cái, 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 những cái những slide mà mà tiến sĩ, si, si cho chúng ta thấy rằng là ngay giai đoạn đường máu tăng vừa phải thôi ở mức tiền đại thao đường chứ không phải đại thao đường thì đã có đến 18 phần trăm đã tổn thương thần kinh 18 phần trăm tổn thương thần và ngay cả vòng mạc là 12 phần trăm bị tổn thương rồi. và một số slide khác cho thấy ngay cả tim mạch cũng đã bị như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là làm thì làm làm gì đối với cái đối tượng này mỗi bác sĩ chúng ta cần phải lưu ý bởi vì tôi xin được nhắc lại không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào hết trên cái đối tượng tiền đại thao đường làm thế nào để đồng nghiệp chúng ta phải quan tâm và làm thế nào nhân dân cùng biết để sáng sẻ và sàng lọc chẩn đoán và điều trị cho nó tốt như thế thì chúng ta mình nâng cao được cái sức khỏe cho nhân dân à, một cái vấn đề khác cũng cần nếu ra ở đây mà cần phải đào sâu đó là thế thì đại thao đường thì chúng ta có rất nhiều phương tiện để điều trị còn tiền đại thao đường chúng ta có phương tiện gì không hiện nay đã có những phương pháp gì để điều trị, để phòng ngừa tiền đái tháo đường không dẫn đến đái tháo đường và ngay trong cái giai đoạn này chúng ta làm gì để phòng những biến chứng? Đây là câu hỏi mà chúng tôi trân trọng kính mời tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Tấn Đạt ở bộ môn nội tiết đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Hàng cho chị. Xin kính mời. Dạ. À, kính thưa quý đồng nghiệp, thì như uh, tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ đã trình bày, chúng ta thấy đó cái tiền đái đường nó ảnh hưởng rất lớn. Đi quan nó làm tăng cái tỷ lệ xuất hiện đái tháo đường cũng như là cái tăng tỷ lệ biến cố về uh, tim mạch như vậy thì mục tiêu điều trị đái tháo đường chúng ta sẽ xác định rõ cho bác sĩ cũng như là bệnh nhân biết là ta mục tiêu điều trị tiền đái thói đường làm gì thứ nhất chúng ta làm chậm hoặc ít ra làm giảm tỷ lệ chuyển từ tiền đái thói đường thành đái tháo đường cái thứ hai là một cái vấn đề quan trọng nữa là có thể làm giảm được biến chứng đặc biệt là biến chứng tim mạch cho bệnh nhân đái tiền đái tháo đường và chúng ta thấy cái, 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 tầm quan trọng lớn của cái chuyện mà chúng ta phát hiện sớm cái tiền đá đường cũng như là đá tháo đường thì chúng ta biết cái tiền đá đường và đá tháo đường tiếp hai nó cùng có một cái cái điểm đặc điểm chung là như thầy già nói là chúng ta thấy đá tháo đường tiếp hai bản thân đã không có triệu chứng rồi mà trong khi đá tháo đường tiền đá đường là hàng không có triệu chứng nữa thì chúng ta cần phải phải phát phải phát hiện sớm cái hai là chúng ta cùng cơ chế bệnh sinh tiền đá tháo đường và đá tháo đường cộng như là anh em là thằng tiền đá đường xuất hiện trước rồi tới thì đá tháo đường và chúng ta thấy cái, cái chuyện mà tăng đường huyết càng lâu thì biến chứng càng nhiều và cái cái tiếp là chúng ta thấy là xuống xuống thì chúng ta thấy là cái, cái 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 xét nghiệm rất đơn giản là thử đường huyết chúng ta sẽ biết được là bệnh nhân có tiền đáo đường hay không hay đái đường và khi mà phát hiện ra chúng ta điều trị có phương pháp điều trị hiệu quả như vậy rõ ràng cái chuyện tầm soát sớm và điều trị sớm cho tiền đáo đường cũng như đáo đường là rất quan trọng thì nó quay lại cái cái cái, cái diễn tiến như vậy câu đặt ra là chúng ta liệu có thể thay đổi cái cái diễn tiến tự nhiên của đáo đá đường tiền đáo đường thành đáo đường không chúng ta thấy ở hình a thì ta thấy nếu mình ta điền đá đường chúng ta không điều trị chắc chắn tới lúc nào đó xuất hiện đá tháo đường và từ đá đường sẽ gây biến chứng nếu chúng ta điều trị bằng chế độ ăn hay là bằng thuốc một thời gian chúng ta ngưng thì rõ ràng sẽ làm chậm diễn tiến nhưng mà cuối cùng cũng vẫn tiếp tục diễn tiến thành cái đá tháo đường và gây biến chứng còn khi chúng ta điều trị à, tích cực trong đó chế độ ăn và bằng thuốc thì có khả năng chúng ta làm chậm diễn tiến của đá tháo đường cũng như có khả năng làm giảm biến chứng đá đường do đó thấy cái thấy sơ đồ này chúng ta cần phải điều trị tích cực cho cái tiền đá đường từ giai đoạn sớm và cái cơ sở làm sao để thuyết phục cho bệnh nhân đặc biệt những bệnh nhân tiền đáo đường thì thường người ta nó tôi chưa bị đáo đường tại sao bắt tôi phải điều trị như vậy chúng ta cần phải giải thích cái vai trò quan trọng của tiền đáo đường ảnh hưởng đến cái chuyện là xuất hiện đáo đường biến chứng thế nào chúng ta thấy trên cơ sở bắt đầu từ xuất hiện tiền đáo đường là bệnh nhân đã có hiện tượng tăng đường huyết bệnh nhân có tăng cái insulin máu bệnh nhân có rối loạn lipid máu bệnh nhân có tăng web sẵn rồi và những yếu tố này nó sẽ tiếp tục diễn tiến khi mà xuất hiện đáo đường những yếu tố này càng nặng và cuối cùng sẽ gây ra bệnh biến chứng đã tháo đường nếu chúng ta can thiệp sớm những yếu tố và trong đó điều trị đề kháng xuyên điều trị yếu tố của cơ tim mạch chẳng hạn như là tăng huyết áp rối loạn lipid máu là chúng ta sẽ giảm được tiến tiến đá đường đồng thời giảm được cái biến cái bệnh tim mạch sơ vữa và đây chúng ta thấy cái AAC 2018 gọi là của, của hiệp hội của nhà nội tiết lâm sàng Mỹ thì chúng ta thấy chia cái đá tháo đường thành bốn giai đoạn giai đoạn đầu tiên là giai đoạn đề kháng insulin giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiền đá tháo đường giai đoạn thứ ba là giai đoạn đá tháo đường và giai đoạn thứ tư là đá đường có biến chứng như vậy chúng ta thấy nếu chúng ta can thiệp sớm từ giai đoạn đề kháng insulin thì có thể làm giảm được xuất hiện cái giai đoạn 2 đến giai đoạn 4 còn nếu mà ta đặc biệt chúng ta ở giai đoạn tiền đá đường ta phát hiện ra bệnh nhân có tăng đường huyết và người ta can thiệp ở giai đoạn này thì có thể giảm diễn tiến thành xuất hiện đáo đường và giảm biến chứng cho bệnh nhân và vấn đề đặt ra là chúng ta can thiệp như thế nào thì rõ ràng cái cái AIC ấy, người ta chia làm hai cái mức tiền đáo đường nếu mà gọi là nguy cơ thấp là loại 2A, nguy cơ cao là 2B. Chúng ta thấy nguy cơ cao đây là nguy cơ xuất hiện đá tháo đường sẽ nhiều hơn so với nguy cơ thấp và xuất hiện cái biến chứng mạch tim mạch sẽ cao hơn. Như vậy những bệnh nhân có đường huyết đói trên 110, H1C lớn hơn bằng 6% là những người ưu tiên chúng ta cần phải can thiệp, và đặc biệt là can thiệp bằng thuốc. Nếu cái chế độ ăn và vận động không đạt hiệu quả, chúng ta cần phải can thiệp ở giai đoạn 2B và như vậy thì các phương pháp điều trị hiện tại bây giờ thì có hai phương pháp là can thiệp thay đổi lối sống và can thiệp và hoặc can thiệp bằng thuốc như vậy trong cái can thiệp lối sống này là cái can thiệp cơ bản nhất và chúng ta thấy theo cái diễn tiến 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 của thời gian thì có năm cái nghiên cứu liên quan đến cái can thiệp về chế độ can thiệp về lối sống trong đó chế độ ăn và vận động chúng ta đầu tiên là năm 1997 là nghiên cứu đa kiên ở Mỹ ở Trung Quốc chúng ta thấy chế độ ăn là cái uh, can thiệp lối thống giảm 42% tỷ lệ xuất hiện tiền đái đường thái đường còn nghiên cứu của phần lan chúng ta thấy giảm 58% vào 2001 và đối nghiên cứu uh, can thiệp mà phòng ngừa đái đường của mỹ 2002 chúng ta thấy nghiên cứu này rất là quan trọng chúng ta giảm được 58% xuất hiện tiền ở đường thái đường sau 3 năm và kế tiếp là cái năm 2005 thì nghiên cứu can uh, phòng ngừa đái đường của Nhật cũng cho thấy là giảm được 67,4% và gần đây nhất là chúng ta thấy uh, nghiên cứu của uh, Ấn Độ chúng ta thấy cũng giảm được 28, và tổng kết lại chúng ta thấy để hiệu quả can thiệp lối sống của năm nghiên cứu này thì rút ra được cái chi tiết chúng ta thứ nhất là muốn giảm được cái xuất hiện tần suất tiền đá, đường thành đá tháo đường thì bệnh nhân phải được giảm cân và đặc biệt chúng ta thấy đó, mục tiêu điều trị của tất cả các cái nghiên cứu là chúng ta phải giảm cân từ 5 đến 10 phần cân nặng còn nếu không giảm cân thì khả năng mà phòng ngừa nó sẽ kém đi và cái hai chúng ta thấy khi mà nó can thiệp như vậy có thể giảm được biến cố tim mạch và mạch máu nhỏ đặc biệt nghiên cứu đa kinh ba năm chúng ta thấy là giảm được những biến cố này và thời gian duy trì phải lâu ít nhất chúng ta thấy trong nghiên cứu của Ấn Độ hay nghiên cứu của DBB của Mỹ chúng ta thấy cần phải duy trì 3 năm chế độ can thiệp lối sống và 6 năm trong nghiên cứu của Dakin thì mới cái thấy được cái hiệu quả của giảm diễn tiến từ tiền đái đường thành đái tháo đường và một cái điểm nhược điểm của cái can thiệp lối sống là đa số là bệnh nhân sẽ bỏ điều trị và người ta không có thể can thiệp mà người ta không thể thay đổi lối sống kéo dài được như vậy thường là thất bại điều trị trong cái 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 can thiệp lối sống đây là có nghiên cứu đa kiên chúng ta thấy kéo dài 30 năm công bố gần đây thì chúng ta thấy theo dõi 30 năm như vậy thì nếu mà chúng ta điều trị 30 năm theo dõi mà chế độ ăn uh, vận động vân vân thì chúng ta thấy chậm đá đường được gần 4 năm và kéo dài cuộc sống có thể là một năm rưỡi và cái những biến cố về tim mạch cũng như là mạch máu nhỏ chúng ta thấy giảm có ý nghĩa cái thống kê tuy nhiên chúng ta cái còn nghiên cứu lúc ad hết và công bố 2013 chẳng chúng ta thấy cũng nghiên cứu này cũng dựa vào cái can thiệp vào lối sống thì chúng ta thấy là mặc dù can thiệp lối sống kéo dài 10 năm giảm được đường huyết giảm được cái 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 chỉ số lipid máu tuy nhiên chúng ta thấy can thiệp lối sống sau 10 năm người ta thấy rõ ràng không giảm được cái tỷ lệ biến cố tại mạch ở người lớn bị đá tháo đường thừa cân và béo phì lý do tại sao như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta thấy lúc đầu hai nhóm những và nhóm can thiệp gần như cái biến cố về tim mạch không thay đổi tại sao như vậy thì có thể người ta không giải thích nhưng mà ta thấy có một điều là trong hai năm đầu trong cái nhóm này can thiệp về lối sống giảm được ba năm ký trong hai năm đầu sau đó năm đến 10 năm sau gần như nhóm can thiệp và nhóm uh, không can thiệp cân nặng gần như giống nhau và tỷ lệ bỏ thuốc bỏ cái 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 công cái, cái thủ điều trị đó, nó kém như vậy rõ ràng cái can thiệp lối sống là cần thiết nhưng mà nó lại thất bại. Như vậy chúng ta thấy trong cái một số nghiên cứu người ta thấy cân nặng ở những bệnh nhân đó đường điều trị khuyên hướng từ từ tan dần và cái hai hoạt động thể lực lúc đầu người ta sợ đó đường người ta cố gắng người ta vận động nhưng mà sau đó vì lý do nào đó thường là muốn vận động tốt thì người ta phải có ý chí, phải có thời gian phải có tiền bạc vân vân thì ta sẽ theo đuổi còn nếu không bệnh nhân càng ngày càng hoạt động thì càng giảm dần và trong cái nghiên cứu DPP của Mỹ chúng ta thấy thì giai đoạn rõ ràng can thiệp lối sống lúc đầu thì mình nhận giảm cân rất là tốt có thể là giảm được 4 năm kg trong vòng 1 2 3 năm đầu sau đó bắt đầu sau 3 5 năm dần dần chúng ta thấy giữa các nhóm can thiệp lối sống hay là mấy phần miên bắt đầu nó, nó bằng nhau với nhau và chỉ giảm khoảng 2 kg thôi và như vậy rõ ràng can thiệp lối sống là rất cần thiết là cơ bản trong điều trị tiền đó đường nhưng mà đôi khi bị thất bại do đó chúng ta phần cái can thiệp suốt cảm ơn uh, tiến sĩ đạt uh, rất là nhiều làm chúng ta rõ hơn uh, vấn đề này uh, tuy nhiên uh, tôi cũng xin đặt ra một vấn đề thế này chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau về phương diện thuốc tất nhiên uh, thay đổi lối sống uh, hiệu quả bằng những cái nghiên cứu khác nhau uh, nhưng mà thuốc men có một vai trò hết sức quan trọng bởi vì đã có những thông báo cho thấy rằng là chỉ thay đổi lối sống thông thôi thì người ta giữ không được lâu chưa kể rằng cái chi phí của cái, cái này cũng rất là lớn nữa. thế thì cái loại thuốc gì lại ưu tiên dùng cho tiền đại thao đường tại sao gần đây người ta nêu vai trò của metformin à, xin một lần nữa xin kính mời uh, tiến sĩ đạt cho ý kiến về vấn đề này dạ thưa uh, thưa uh, xin trả lời của cô thầy câu hỏi thời gian thì chúng ta thấy cái cái metformin là uh, trong một nghiên cứu cái là nghiên cứu của điểm của cái can thiệp lối sống của Mỹ chúng ta thấy trong 3 năm đầu cái mép phộng minh có vẻ yếu thế hơn so với can liệp đốt sống giảm được 31% xuất hiện tiền uh, tiền đá tháo đường và đối sống giảm được 58% nhưng chúng ta thấy theo dõi tiếp 10 năm và 15 năm thì rõ ràng khoảng cách giữa cái mép phộng minh và can liệp đốt sống bắt đầu rút ngắn lại và cuối cùng 15 năm chúng ta thấy cái mép phộng minh giảm được 18% lối than kịp đốt sống giảm được 27% gần gần bằng nhau và như vậy rõ ràng mép phộng là một cái thuốc mà được chứng minh về lâu dài ít nhất 15 năm điều trị là giảm được cái tần suất xuất hiện từ tiền đá tháo đường thành đá tháo đường và chúng ta thấy gần đây một tác giả mong đưa ra chúng ta thấy metformin là nền tảng mạnh nhất dựa vào các nghiên cứu dĩ nhiên có những thuốc khác như hạn như acarbose tzd hay là cái động vật một cũng có nghiên cứu nhưng mà chúng ta thấy cái, cái kết quả nó không bằng cái metformin và đặc biệt chúng ta thấy ba nhóm cái, cái, cái lứa tuổi À, ba nhóm mà có thể lợi ích của metformin nhiều nhất là tuổi dưới 60 tuổi BMI trên 35 năm, và phụ nữ có tiền sử lái đường thai kỳ và phân tích về quốc độ về hiệu quả kinh tế chúng ta thấy rõ ràng cái metformin là cái thuốc mà được chọn lựa đầu tiên và chúng ta dùng lâu dài đặc biệt nghiên cứu DPP kéo dài 15 15 năm chúng ta thấy là thuốc này nó an toàn về mặt uh, ít, ít, ít tác dụng phụ ngoài ra cái thuốc metformin này có cơ chế nền tảng như trình bày những bài báo cáo trước chúng ta thấy á, làm giảm đề kháng insulin tăng nhà cảm insulin là một trong những cái cơ chế nền tảng của đá đường tiếp 2 như vậy khi chúng ta dùng thuốc này làm giảm diễn tiến cái xuất hiện đá tháo đường thì ông ta thấy á, tóm tắt lại cái hiệu quả của metformin từ nghiên cứu của uh, can thiệp đáy đường của Mỹ cho đến theo dõi DB Boss sau 10-15 năm hay nghiên cứu của đá tháo đường phòng ngừa đáy đường của Ấn Độ hay nghiên cứu của tác giả Robert ở người đá đường thai kỳ chúng ta thấy rõ ràng metformin giảm cái tỷ lệ xuất hiện đá đường cũng khá khá cao khoảng 30% và đây đây là có nghiên cứu phòng ngừa đáo đường của Mỹ mà chúng ta thấy theo diễn tiến thời gian thì rõ ràng mặc dù metformin là giảm hiệu quả hơn so với đầu nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy sau 15 năm thì rõ ràng metformin vẫn duy trì hiệu quả giảm được cái tần suất xuất hiện đáo đường từ uh, từ tiền đáo đường thành đá tháo đường và cái liều cái thuốc đó, metformin trong nghiên cứu này thì người ta thường sử dụng cái liều là 850 một viên nhân hai nếu bệnh nhân dung nạp còn không nếu không dung nạp thì bệnh nhân sẽ dùng liều thấp hơn. vâng à, xin cảm ơn tiến sĩ đạt một lần nữa như vậy là khá rõ bằng những khi luận cử hệ số thuyết phục à, ở hồ đại tháo đường hoa kỳ người ta đã nghiên cứu là nên ưu tiên dùng metformin như một cái thuốc để ngăn ngừa từ tiền đại tháo đường biến thành đại tháo đường à, thời gian chúng ta đã diễn ra như vậy gần một giờ đồng hồ những kỳ kiến thức cơ bản, những kỳ nội dung cơ bản thì chúng tôi đã cố gắng để truyền tải đến tất cả các đồng nghiệp và các bạn. Bây giờ đến cái phần đặt câu hỏi trao đổi trong buổi hội thảo hôm nay, xin được hỏi chúng ta có những cái vấn đề gì đặt ra để chúng tôi có thể xin trao đổi sâu hơn, đầy đủ hơn, xin kính mời. Có một câu hỏi uh, đặt ra là tại sao uh, hồi Hội đại theo đường Hoa Kỳ tức là American Diabetes Association uh, thông báo trong năm 2020 lại ưu tiên sử dụng metformin phục minh cho ba nhóm bệnh nhân tiền đại theo đường riêng biệt. Cái này hồi nãy anh Đạt có nêu thì bây giờ đề nghị anh Đạt tiếp tục làm yeah. rõ hơn vấn đề này. Dạ yeah. yeah, xin trả lời là chúng ta thấy cái uh, cái cái nghiên cứu mà cái cái hướng dẫn của cái ADA trong điều trị đá, đá đường tu thuộc chủ yếu dựa vào nghiên cứu DPP, nghiên cứu phòng ngừa đá đường của Mỹ chúng ta thấy cái kết quả nghiên cứu là chúng ta thấy cái độ tuổi nếu bệnh nhân mà dưới 60 tuổi chúng ta thấy màu màu xanh là của metformin và màu vàng của can thiệp lối sống. Chúng ta thấy khi mà bệnh nhân dưới trên từ 60 tuổi trở lên chúng ta thấy metformin nó giảm cái tần suất đáo đường nó không bằng cái chế độ uh, thay đổi lối sống. Nhưng mà chúng ta thấy dưới 60 tuổi rõ ràng cái metformin nó gần như là hiệu quả ngang với cái cái can thiệp lối sống như vậy rõ ràng cái mép phục min được ưu tiên sử dụng đặc biệt những bệnh nhân mà không thể tuân thủ can thiệp lối sống và bên đây chúng ta thấy liên quan đến BMI BMI trên 35 chúng ta thấy nếu BMI dưới 35 thì rõ ràng chúng ta thấy là mép phục min giảm cái tần suất đáo đường ít hơn so với can thiệp lối sống nhưng mà BMI 35 trở lên chúng ta thấy thậm chí mép phục min còn hiệu quả hơn so với cái can thiệp lối sống như vậy rõ ràng đặt ưu tiên những bệnh nhân mà BMI trên 35 là mép phục min được sử dụng sớm đặc biệt những bệnh nhân nếu có tuân thủ được giai độ vận uh, động còn không chúng ta có thể dùng cái mép pin ngay từ đầu gia, giai đoạn sớm của tiền đá tháo đường và trong nghiên cứu hồi nãy nghiên cứu Robert chúng ta thấy đối với những bệnh nhân mà không có tiền căn phụ nữ mà không có tiền tăng đá đường thai kỳ thì đó đạn mép pin nó giảm cái tỷ lệ xuất hiện đá tháo đường chỉ 14 phần trăm nhưng mà những bệnh nhân mà có tiền căn đá theo đường thai kỳ chúng ta thấy cái lo can thiệp đôi sống và mép pin hiệu quả ngang nhau như vậy những bệnh nhân mà phụ nữ thai kỳ đá theo đường có thể đã theo đá thai kỳ mà tiền đá theo đường nữa chúng ta thấy rõ ràng cái mép phụng biên được điều trị rất sớm và có thể năng là ngang bằng với cái cái can thiệp lối sống nếu bệnh nhân đó không không có thể mà thực hiện cái can thiệp lối sống đúng như trong cái nghiên cứu cái DBB vâng xin cảm ơn anh tiến sĩ đạt à, như vậy tôi xin được nhắc lại chúng ta cần nhớ đó là với mẹ minh chúng ta nên điều trị ngay cho những cái đối tượng mà tiền đã theo đường dưới 60 tuổi những người có thừa cân béo phì mà đối với Việt Nam chúng ta là từ BMI mà 23 trở lên và những người tiền đại thao đường mà có tiền sử trước đây là có đại tháo đường thai kỳ chúng ta hãy dùng ngay men phòng Xin cảm ơn Tiến sĩ Đạt. Có một câu hỏi cho Phó giáo sư Đào như sau. Hiện tại có nhiều hướng dẫn quốc tế về điều trị đại thao đường với nhiều cách tiếp cận như vậy chúng tôi là bác sĩ điều trị nên dựa theo hướng dẫn nào là phù hợp nhất? Xin mời Phó giáo sư Đào Cảm ơn các quý vị đồng nghiệp đã đặt một câu hỏi rất là hay thì thưa các bạn thầy cô các quý vị đồng nghiệp à, chúng ta có rất nhiều các cái hướng dẫn về tiếp cận và điều chỉnh cái tăng đường huyết trong cái điều trị đái tháo đường à, tuy nhiên các bạn đã hỏi đó là chúng ta nên dựa theo cái hướng dẫn nào là phù hợp nhất việc xây dựng các cái hướng dẫn về điều điều trị đái tháo đường về tăng đường huyết thì chúng ta biết rằng mỗi một quốc gia mỗi một khu vực thì đều có những cái hướng dẫn riêng của mình à, nó dựa trên cái mô hình bệnh tật dựa trên cái hệ thống y tế về tiếp cận dựa trên những cái bằng chứng từ các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng dựa trên những cái đồng thuận giữa các cái chuyên gia và dựa trên rất nhiều các cái yếu tố như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hướng mà chúng ta tiếp cận theo các cái gai lai quốc tế hiện tại chúng ta, ta thấy là trên thế giới có những cái hướng dẫn của những hiệp hội lớn chẳng hạn như của tổ chức sức khỏe thế giới của hiệp hội đái tháo đường thế giới của hiệp hội đại tháo đường mỹ của hiệp hội đại tháo đường canada hoặc là những cái đồng thuận giữa hiệp hội đại tháo đường mỹ và hội nghiên cứu về đại tháo đường của châu âu vân vân và ngay tại việt nam chúng ta cũng có những cái hướng dẫn về cái tiếp cận điều trị cái tăng đường huyết cho bệnh nhân đại tháo đường vì vậy thì các bạn sẽ thấy là các cái hiệp hội này dựa trên cái đối tượng mà bệnh nhân chúng ta đang phục vụ để chúng ta có những cái hướng dẫn cụ thể để chúng ta tiếp cận dễ dàng hơn À, tôi nói ví dụ là dựa trên những cái bằng chứng về cái việc điều trị đái tháo đường cần làm giảm đường huyết nhưng cần phải bảo vệ tim mạch và mang lại những cái lợi ích về tim mạch về thận cho cái người bệnh nhân đái tháo đường là những cái bệnh lý mà đưa đến cái tử vong nhiều thì như vậy thì hiệp hội đái tháo đường Mỹ và hiệp hội đái và hội hiệp hội nghiên cứu về đái tháo đường của châu Âu chúng tôi gọi tắt là các cái đồng thuận này thì nó dựa trên cái tiếp cận như vậy thì bệnh nhân đái tháo đường bên cạnh metformin là thuốc mà điều trị à, nền tảng chủ yếu ngay từ ban đầu. Nếu như không có những cái chống chỉ định thì người ta sẽ chia ra bệnh nhân theo cái nhóm là nhóm bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do sơ vữa, có bệnh lý thận và nhóm bệnh nhân không có những cái tình trạng nền như vậy. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cái bước các cái thuốc phối hợp tiếp theo sau metformin đó là gì? À, tuy nhiên cũng có những hiệp hội như hiệp hội bác sĩ gia đình, hiệp hội những cái ACC thì cái tiếp cận nó lại dựa trên cái HBA1C. Vì vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là với nhiều cái cách tiếp cận khác nhau như vậy, thì cái việc lựa chọn là quyền của bác sĩ. Bác sĩ sẽ dựa trên những cái mục tiêu mà chúng ta đạt được trong cái quá trình điều trị của mình. Đó là làm sao chúng ta phải dựa trên cái tình trạng bệnh của bệnh nhân, bảo vệ các cái cơ quan đích cho người bệnh nhân và dựa trên những cái điều kiện thuận lợi sẵn có trong cái thuốc chúng ta đang có ở tại địa phương mình để chúng ta có thể tuân theo. Vì vậy thì các cái hướng dẫn nó chỉ là cái gợi ý và các bạn sẽ dựa trên cái căn cứ của cái người bệnh nhân để chúng ta có thể tiếp cận một cách hợp lý nhất và mang lại những cái lợi ích nhiều nhất cho cái người bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn các bác Đạt. Còn một câu hỏi cho bác sĩ Đạt nữa. Có nghiên cứu nào cho thấy hiệu quả giảm nguy cơ tim mặt của metformin trong điều trị tiền đại theo đường không? Xin mời anh Đạt như thành uh, thành bài của tiến sĩ và, và nhân sĩ chúng ta thấy á, rõ ràng á, là cái cái tiền đáo đường đó khả năng gây biến cố về tim mạch và đây là có một cái nghiên cứu công bố mới nhất vào 2019 của tác giả đu chúng ta thấy là chia làm ba nhóm nhóm thứ nhất là cái nhóm mà bình thường nhóm thứ hai là đã đá, tiền đáo đường mà không dùng metformin và nhóm thứ ba là có dùng metformin thì chúng ta nghiên cứu cái cái ảnh hưởng phụ metformin trên cái rối loạn chức năng nội mô của cái người mà bị cái đau tức ngực không ổn định mà chưa có tắc tắc nghẽn thì chúng ta thấy nghiên cứu này cũng cứu đa trung tâm và uh, theo dõi 24 tháng thì chúng ta thấy ở những cái người mà dùng cái mép tiền đó đường dùng mét phụ min màu vàng này chúng ta thấy á, là cái 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 chỉ số CBF là cái coronary blood flow á, là cái uh, lưu lượng máu ở mặt vành khi mà đáp ứng với cái acetin colin á, thì đối với những bệnh nhân mà dùng cái mép phụ min thì rõ ràng cải thiện hơn so với không dùng mét phụ min và theo dõi 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng thì tôi thấy cái chỉ số mà liên quan các liên quan cái biến cố tim mạch của mình như cái nhóm mà chúng ta thấy màu đỏ nhiều nhất là cái tiền đáo đường không điều trị rõ ràng nó cao nhất kế đến là người bình thường dĩ nhiên là chúng ta thấy là ít hơn nhưng mà cái người tiền đáo đường mà dùng metformin rõ ràng cái biến cố về tim mạch sẽ ít hơn so với cái người mà đi tới đường mà không không dùng metformin và đây chúng ta thấy cái kết quả liên quan đến cái chỉ số về sinh hóa thì đối với những cái yếu tố chúng ta thấy ngay cả cái cái phần trình bày đầu uh, phía trước á chúng ta thấy trong giai đoạn mà tiền đá tháo đường rõ ràng bệnh nhân có cái yếu tố tiền viêm có những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến sau này gây ra quá trình sơ vữa động mạch thì có chúng ta thấy đó, đối với bệnh nhân mà tiền đá tháo đường mà dùng metformin so với không dùng metformin thì chúng ta thấy đó, thì rõ ràng cái 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 chỉ số viêm chẳng hạn như là crp, antracyclin, tns, alpha đều thấp hơn một cách ý nghĩa so với cái nhóm mà không dùng metformin và chúng ta thấy cái, cái biến cố về liên quan cái chỉ, chỉ số mà nitro tyrosine là các chất mà gọi là test oxy hóa cũng ít hơn ở nhóm metformin so với không dùng metformin do đó chúng ta thấy cái may biến cố tim mạch chính cũng vậy rõ ràng chúng ta thấy cái metformin điều trị sớm ngay giai đoạn đầu là chúng ta giảm được cái 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 yếu tố viêm, chất oxy hóa cũng như các biến cố về tim mạch ở bệnh nhân tiền đã tháo đường. Con xin cảm ơn anh uh, Thụy Đạt. À còn một câu hỏi uh, liên quan đến khi uh, điều trị từ đầu cầu của Đà Nẵng. Đấy là tiếp cận điều trị đại thao đường khi hạt b 1 c từ 5,7 cho đến 6,1, gần 6,1. Có khác gì cùng tiền đại thao đường nhưng hạt b 1 c có cao hơn, tức là 6,1 đến 6,4 không? Câu này tôi xin có ý kiến như thế này. Hiện nay thì hồi nội thì đại thao đường Việt Nam đã có cái hướng dẫn khá cụ thể để điều trị. Chúng tôi không dựa vào cái mức tiền đại thao đường dựa vào cả cái mức Uh, hai mức này có thể nói rằng cái mức sau là nặng hơn mức trước cho đến bây giờ thì tất cả gái lai trên thế giới không chia ra để có những kỳ hướng điều trị khác nhau và hội đồng nổi tiếng đại thao đường Việt Nam tham khảo vào đó đặc biệt là hội đại đường Hoa Kỳ thì chúng tôi chỉ nêu là đã là tiền đại thao đường mà không rơi vào ba kỳ kỳ cái, cái, cái chuẩn mà cái này tiến sĩ đạt nếu tức là nếu tiền đại thao đường dù mức nào đi nữa mà không béo phì rồi không 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 phải không phải dưới 60 tuổi và không có tiền sử đã thao đương thai kỳ thì chúng ta hãy áp dụng đó là thay đổi lối sống và giảm cân giảm khoảng cỡ 7 trong lượng cơ thể nếu đó người đó có thư cân béo phì theo dõi khoảng 3 tháng sau mà nếu như không đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ xem xét uh, điều trị mẹ còn nếu như mà tiền đã thao đường dù mức nào đến nữa mà đạt ba tiêu chuẩn như khi này uh, chúng tôi nêu thì hãy dùng mẹ phật minh ngay hiện tại thì cũng có rất nhiều cái hướng khác nhau về điều trị nhưng hiện nay cái chuẩn để mà điều trị bước như thế nào thế nào thì vẫn còn tranh cãi rất nhiều thì tuần tới chúng tôi sẽ có một cái làm việc với cục quản lý khám chữa bệnh tại bộ y tế để có một cái hướng dẫn cụ thể cái này thông qua buổi hội thảo đó chúng tôi sẽ có thông báo rất là cụ thể cho cho các đồng nghiệp còn một câu hỏi liên quan đến uh, tim mạch Chính xin mời bác sĩ à, tiến sĩ kinh nghiệm tiếp cận điều trị tiền đại thao đường ở bác sĩ tim mạch xin kính mời tiến sĩ sĩ cảm ơn chị vàng À, nói về cái tiếp cận điều trị bệnh nhân à, được chẩn đoán là tiền đái tháo đường ở à, à, bệnh nhân tim mạch ở à, khoa tim mạch thì à, trước hết thì vẫn phải tuân thủ theo những cái khuyến cáo những cái hướng dẫn và đặc biệt là những cái khuyến cáo hướng dẫn của hội nội tiết đái tháo đường của việt nam chúng ta à, tuy nhiên trên bệnh nhân mà nằm tại khoa tim mạch nó có những cái đặc thù mà tôi nghĩ rằng là nó cũng không hoàn toàn giống tại một cái khoa nội tiết một hoặc cái, một, cái, một cái khoa mà à, bệnh nhân đái tháo đường cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đã có những cái biến chứng hay những cái bệnh lý về tim mạch thì đương nhiên chúng ta thấy rằng là chúng ta à, song song chúng ta điều trị hay chúng ta quan tâm tới vấn đề tiền đái tháo đá đường thì chúng ta phải điều trị cái bệnh lý tim mạch và cái thứ hai chúng ta thấy rằng là thường những bệnh nhân nằm tại khoa tim mạch thì hầu như bệnh nhân cũng kèm theo chúng ta thấy một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ về tim mạch như vậy chúng ta cũng phải kiểm soát rất chặt chẽ các cái yếu tố nguy cơ về tim mạch khác và chúng ta biết rằng tiền đái tháo đường thì cũng được xem là một bệnh như trình bày của phó giáo sư bích đào cũng như là của giáo sư giàng chúng ta thấy thì như vậy đối với bệnh nhân tim mạch về tiền đái tháo đường thì bên cạnh điều trị bệnh nguyên nhân điều trị yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy rằng là à, tiếp cận không gì khác vấn đề thuốc men chúng ta thấy rằng là lựa chọn hàng đầu À, như bác sĩ đạt trình bày chúng ta thấy rằng là vẫn ưu tiên hàng đầu là min qua các công trình nghiên cứu cho thấy đã giảm được các cái biến cố à, các cái lợi ích của min đối với nhân đái tháo đường à, tuy nhiên à, chúng ta thấy rằng là trong những năm gần đây chúng ta thấy rằng là nổi lên một cái nhóm thuốc đây chắc cũng xin ý kiến của các thầy trong hội về nội tiết đái tháo đường đó là cái thuốc ức chế à, cái cân động vận Sodium gluco chúng ta biết rằng đây là cái nhóm thuốc mới à, cũng làm thay đổi gần như là một số một phần những cái khuyến cáo về điều trị tái thắt đường à, hiện tại thì đối với bệnh lý tim mạch đặc biệt là trong trường hợp bệnh suy tim hay có các yếu tố nguy cơ về tim mạch thì cái nhóm thuốc này chúng ta thấy rằng là đã được chứng minh là cải thiện chúng ta thấy là các cái biến cố về tim mạch đặc biệt là cải thiện cái tỷ lệ nhập viện về suy tim à, qua các, trình, các, các, các công trình nghiên cứu như AMPARES, à, chúng ta thấy là hoặc à, hoặc declare các bạn thấy là như vậy thì như vậy câu hỏi đặt ra là nếu như bệnh nhân chúng ta thấy rằng là ngay cả khi chưa có đái tháo đường như đa ba hf đã chứng minh rằng là cái thuốc này nó cũng làm giảm được các biến cố tim mạch thì như vậy khi mà chúng tôi là bác sĩ tim mạch chúng tôi tiếp cận trên những bệnh nhân tiền đái tháo đường đúng như xa. vậy thì việc đúng chúng ta lựa chọn đúng đúng cái đúng thuốc đúng này đúng chúng ta thấy rằng là nó có thể cải thiện được chúng đúng ta đúng đúng thấy rằng là, đúng 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 là đúng các cái kết cục tim mạch tuy nhiên chúng ta thấy rằng nó có làm chậm lại cái sự tiến triển từ một bệnh nhân tiền đái tháo đường sang đái tháo đường như là cái lợi ích của metformin đã được mà báo cáo hay đã được trình bày bởi tiến sĩ đạt hay không thì chúng này có lẽ chúng ta cũng cần những cái nghiên cứu những cái công bố sâu hơn nữa về cái vai trò của nhóm thuốc mới này trong vấn đề chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu đầu tiên là làm chậm lại cái sự chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường À, bên cạnh các mục tiêu đã được chứng minh là cải thiện các mức có về tim mạch cho nên hiện tại thì đối với bác sĩ tim mạch thì chúng tôi vẫn tiếp cận điều trị à, bệnh nhân đái tháo đường xin à, lỗi tiền đái tháo đường giống như những cái khuyến cáo hướng dẫn hiện hành trên thế giới cũng như tại việt nam vâng xin cảm ơn uh, tiến sĩ làm rõ hơn và tiến sĩ có gửi mở ra một vấn đề mà chúng tôi cho rất là hay để có điều kiện chúng ta đào sâu thêm đó là vai trò của sodium glucose transporter 2 inhibitor gần đây thì như thế này chị đào cũng có đề cập một phần đấy tức là trong kỳ guideline gần đây và đã theo đường tiếp hai mà có vấn đề về tim mạch và thần thì chúng ta ưu tiên dùng thuốc này bởi vì nó không những nó làm thải đường qua nước tiểu làm hạ đường mà còn bảo vệ được tim mạch và thần là điều đó đã được chứng minh tuy nhiên nếu áp dụng cho tiền đại thao đường hay không thì đó là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời đã có những nghiên cứu như thế này chúng ta nghe các đồng nghiệp trình bày ta đã áp dụng đối với metformin này ức chế uh, Acabose, tức là acarbose tức là ức chế men alpha glucosidase hoặc tí ZD người ta cũng dùng này vân vân kể cả là oxalat và một số thuốc giảm mỡ người ta cũng dùng thử thế nào và uh, có thể kết luận lại là metformin vẫn là ưu thế do cái tính thích nghi tốt uh, giả thành và đặc biệt là có bảo vệ tim mạch nữa bảo cáo về anh như thế còn ở trên là thứ hai là bảo vệ tim mạch rất tốt nhưng mà Chúng, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có cơ sở dữ liệu là áp dụng cho tiền đại thao đường như, như thế nào thành tựu chúng tôi có thể chưa, giảm trả lời câu này mà mục ý rất là hay trong tương lai bởi vì chúng ta biết tức là ngay cả cái đồng vận thủ thể GLP-1 thì trước đây để điều trị đại thao đường bây giờ nó được FDA nên cho điều trị cả béo phì là ví dụ như vậy biết đâu đó là tương lai cảm ơn rất là nhiều còn một câu hỏi khác nữa liên quan ở đầu cầu Đà Nẵng luôn đó liên quan đến hội chứng chuyển hóa À, nếu bệnh nhân có hội chứng chuyển, chuyển hóa đó là tăng vòng bùng tăng triglycerid vân vân thì thì uh, câu, trả lời chúng ta sẽ nào xin mời tiến sĩ đạt có cái chuyện hay là giữa 2007 so với 2020 nó sự khác biệt chúng ta thấy 2007 để đối với bệnh nhân mà, mà có cái rối loạn đường huyết đói hoặc rối loạn dung nạp glucô thì chỉ cần bất kỳ cộng thêm bất kỳ yếu tố dưới 60 tuổi BMI trên 35 tiền cử gia đình đá tháo đường có tăng glycidic giảm hdl tăng huyết áp hoặc là h1c trên 6% là chúng ta sử dụng có thể năng chúng ta dụng ngoài chế độ ăn có thể phối hợp mép phòng min tuy nhiên khi mà qua tới 2020 thì ta chỉ tập trung vô dĩ nhiên là điều trị tất cả nhưng mà ta tập trung vô ba cái nhóm đối tượng là bmi trên 35 tuổi dưới 60 và phụ nữ có đáo đường thai kỳ tại vì dựa vào nghiên cứu DVB ngay cả lúc trước người ta đề nghị là giảm 5 đến 10% cân nặng nhưng bây giờ người ta ấn định 7% tại vì dựa vào nghiên cứu DBB và thấy là kết quả như vậy là gọi là y học chứng cứ nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy nếu bệnh nhân đó có tiền đái tháo đường mà bệnh nhân có cái đặc biệt là tiền sử gia đình bị đáo đường cũng nên điều trị sớm bệnh nhân có rối loạn huyết máu tăng kiểu tăng huyết hoặc là giảm hắc cũng phải sử dụng và bệnh nhân cao áp có khả năng sử dụng sớm và cái H1C chúng ta thấy chọn mức là 6% như nãy có câu hỏi phía trước chúng ta thấy giữa 6 đến 6,5 dưới 6 đến 6,4 hay là từ 5,7 đến đến 6% có sự khác biệt gì không thì rõ ràng về mặt nghiên cứu nếu bệnh nhân chia làm hai giai đoạn giai đoạn mà tiền đái đường mà từ 6 cho đến 6,4 và từ 5,7 cho đến dưới 6 chúng ta thấy có các sự khác biệt lớn những bệnh nhân mà có tiền đái đường từ 6 H1C 6% phần trở lên đó, thì nguy cơ xuất hiện đái đường sẽ cao hơn nguy cơ xuất hiện biến cố về tim mạch nó sẽ cao hơn như vậy nếu mà những người nào mà có gọi bác sĩ theo trường phái là dè dặt dạ, thì chúng ta sẽ thuyết phục bệnh nhân là đối với H1C trên 6% trăm chúng ta phải điều trị rất là sớm còn nếu mà dưới từ 5,7 cho đến 6 thì chúng ta có thể cho bệnh nhân trì hoãn thêm một thời gian và sau đó thuyết phục bệnh nhân điều trị sớm để mang lợi ích cho bệnh nhân à, Vâng, xin cảm ơn à, Đạt Có một câu hỏi uh, liên quan uh, đến mệt minh nữa uh, xin dành cho Phó Giáo sư Đào Mệt phọc minh qua các nghiên cứu cho thấy là giảm nhồi cơ tim những quan điểm sử dụng các thuốc thế hệ mới thì như thế nào? Xin mời cô nào. Chúng tôi xin phép trả lời cái câu hỏi này như sau. Thì các bạn biết là việc ra đời các cái thuốc mới thì mang lại thêm các cái lợi ích cho cái người bệnh nhân đại tháo đường. Chúng ta nhìn trên các cái guideline hướng dẫn mới của quốc tế hiện nay. À, chẳng hạn như các bạn sẽ thấy là hướng dẫn của Hiệp hội Đại tháo đường Mỹ chúng ta gọi tắt là ADA năm 2020 thì chúng ta thấy có những cái điểm khác biệt đó là khi chúng ta tiếp cận điều trị với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 chúng ta vẫn tuân thủ đúng đó là việc can thiệp theo cơ chế bệnh sinh và các thuốc nền tảng ban đầu chúng ta vẫn là metformin. mình và các bạn sẽ thấy rằng là bất kể bệnh nhân có cái HbA1c là bao nhiêu của cái người bệnh nhân đái tháo đường nhưng mà bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do sơ vữa hoặc là bệnh nhân có các suy tim hoặc bệnh nhân có bệnh thận mạng thì chúng ta ngay lập tức kết hợp metformin với lại các thuốc thế hệ mới chẳng hạn như là ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 tùy theo tình trạng của bệnh lý nền. Còn nếu như mà bệnh nhân không có các cái bệnh lý nền mà chúng tôi vừa mới đề cập tới thì các bạn có thể kết hợp metformin với các cái sự lựa chọn tùy theo cái mục tiêu của mình. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái thuốc thế hệ mới được phối hợp với metformin vẫn là những cái được xem là những cái điểm mới bây giờ bởi vì nó làm giảm được các cái vấn đề tử vong do mọi nguyên nhân các cái biến cố tim mạch, cải thiện được cái sống còn cho bệnh nhân và chất lượng cuộc sống đặc biệt là nó giảm tình trạng suy tim và nhập viện vì suy tim ở cái người bệnh nhân đái tháo đường. Và vì vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái việc điều trị của chúng ta tuân theo các cái nguyên tắc đó là nguyên tắc thứ nhất chúng ta can thiệp theo cơ chế bệnh sinh. Nguyên tắc thứ hai chúng ta sẽ can thiệp như hiện nay đó là can thiệp lựa chọn thuốc dựa trên cái bệnh lý nền của bệnh nhân đang có như vậy chúng ta vẫn nhấn mạnh lại là bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do sơ vữa bệnh nhân có suy tim bệnh nhân có bệnh thận mạn là những cái ưu tiên để chúng ta xem xét cái thuốc lựa chọn phối hợp à, thì các bạn sẽ thấy như vậy còn nếu như mà bệnh nhân của chúng ta không có những vấn đề nêu trên thì các bạn sẽ rất thoải mái lựa chọn những thứ thuốc còn lại tuy nhiên các thứ thuốc còn lại các bạn vẫn phải dựa trên các cái mục tiêu đó là chúng ta điều trị để với mục tiêu là giảm cân cho bệnh nhân chúng ta lựa chọn để giảm cái nguy cơ hạn đường huyết cho bệnh nhân hay là chúng ta lựa chọn để mà đạt được cái tiêu chí làm sao chúng ta có thể kiểm soát được cái chi phí điều trị cho bệnh nhân à, Phó giáo sư Đào một câu hỏi cũng rất thực tiện nữa chúng tôi xin mời uh, tiến sĩ Đạt trên mai ở uh, đầu cầu bệnh viện Diệt Mai liều metformin trên bệnh nhân tiền đã theo đường là bao nhiêu khi nào thì bệnh nhân tiền đái tháo đường được chẩn đoán là đái tháo đường Cùng xin trả lời luôn cho cái ý là, là ở bệnh viện thanh hóa luôn mà hiện nay điều trị tiền đại tháo đường theo các hướng dẫn trong nước và quốc tế như thế nào xin mời anh đạt dạ cảm ơn thầy già dạ. thì đầu tiên nó liên quan đến cái khuyến cáo cái điều trị chúng ta thấy đầu tiên thì dựa vào cái cái ADA của Mỹ thì chúng ta thấy lặp lại cũng dự, đầu tiên là miếng bệnh nhân có tiền đái tháo đường đặc biệt ba đối tượng này là BMI trên 35 tuổi dưới 65 hoặc tiền sử tháo đường tê kỳ nếu mà có thì chúng ta có thể là đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái mép phụ minh luôn và có khả năng chúng ta can thiệp lối sống song song còn đối với cái việt nam thì chúng ta thấy ấy, thì chắc là cũng dựa vào cái cái gai của uh, hiệp hội đáo đường hoa kỳ cũng nhưng mà cái khác biệt là chúng ta thấy bị mai thay gì đó, là 35 kéo xuống còn 23 và vẫn là can thiệp lối sống nếu thất bại chúng ta có thể rằng là chúng ta sử dụng cái mép phụ minh. và cái uh, nay thì chúng ta thấy rõ ràng cái cái hiệp hội của của anh thì người ta sẽ uh, gọi là uh, chờ đợi cái thế là đợi 6 tới 12 tháng người ta mới sẽ cho sử dụng cái cái mép phụng Tuy nhiên cái liều mép thì đối với cái nghiên cứu của DBB thì chúng ta thấy á, uh, liều khuyến cáo từ 850 tăng dần đến 850 hai lần một ngày. Đối với bệnh nhân nếu bệnh dung nạp, còn đối với cái khuyến cáo của châu Á thì thường chúng ta thấy do thể hình nhỏ dễ có khả năng tác dụng phụ của metformin. Người ta khuyến cáo liều đầu tiên vẫn là 500, sau đó tăng dần dần, dần lên có thể tới liều là 850 x 2 nếu bệnh nhân dung nạp. Và câu hỏi kế tiếp là à, khi nào chúng ta thấy điều trị mà từ điều trị xuất hiện từ tiền nói đường thành đáo đường chúng ta thấy chống trình điều trị hoặc là điều trị bằng chế độ ăn vận động nếu chúng ta làm cái 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 xét nghiệm máu lại chúng ta thấy đường huyết đói trên 126 hoặc h 1 c trên 6,5% thì rõ ràng chúng ta sẽ chuyển chẩn đoán từ tiền đói đường thành đá đường hoặc trong quá trình chúng ta điều trị metformin và khi mà dùng điều phép mực viên với cái liều mà gọi là khuyến cáo đến 850 một viên nhân 2 và sau đó thử lại thì đường huyết đói hoặc h 1 c vượt trên cái mức cận đoán đáo đường thì chúng ta lúc đầu chúng ta chẩn đoán từ điện tới, tiền đói đường trở thành đái tháo đường Vâng, xin cảm ơn thầy sĩ Đạt. À, còn một chỗ này tôi xin bàn thêm một chút. Như vậy thực chất tiền đại thao đường và đại thao đường là một mình thôi, mà giai đoạn khác nhau mà thôi. Bởi vì anh dùng mệt phục minh giai đoạn tiền đại thao đường, nhưng mà đại thao đường tiếp hai rất nhiều người chỉ dùng mệt phục minh thôi. Thì như vậy thì thực ra là hai giai đoạn. Nhưng mà bây giờ quốc tế người ta chia ra tiền đại thao đường, pre petition, nó chấp nhận thôi. Thực ra thì đây là chỉ khái niệm mà thôi, chứ thực ra là bệnh tật À, và cái, à, đợ, ý, à, khi ở đợt ý cái này anh đạt nếu là rất rõ rồi cái câu hỏi ở chỗ dịch máy tức là khi nào thì trong điều trị đại thao đường như vậy thì khi nào là chẳng đoán đại thao đường thì khi đạt chung đại thao đường thì chúng ta chẳng đoán đại thao đường đó là đường máu khi đổi 7 mm hoặc là hạt B1C 6,5% trở lên hoặc là nghiệm pháp 11,1 trở lên hoặc là đường bất kỳ còn thêm về lắm sang như vậy chúng ta nếu đạt chung đó thì chúng ta chẳng đoán đại thao đường À, như vậy thì à, à, có một câu nữa ở đầu câu Đông Nai, rất xa, xin cảm ơn Đông Nai. Điều trị đại thao đường có đặt ra mục tiêu đường huyết hay hạt BM1C không? Thời gian điều trị đại thao đường là bao lâu? Tiền đại thao đường là bao lâu? Một câu hỏi này cả thế giới đang đợi báo cáo về đồng Nai như vậy. Tôi xin trả lời như thế. Và Việt Nam chúng ta cũng chưa có câu trả lời. Tuần sau cô Đào cùng bản thân tôi và một số đồng nghiệp khác nữa, như là anh Khánh và nhiều đồng nghiệp Hà Nội sẽ ra với Bộ Y tế để quyết định vấn đề này bởi vì cho đến bây giờ trong tay chúng tôi không có bất kỳ một cái nào điều trị bao lâu hết và tôi chỉ xin nói thế này thôi comment thôi đại thao đường là bệnh suốt đời tiền đại thao đường là bình suốt đời. đời như là chúng ta phải chữa suốt đời nói thẳng như vậy thôi đừng ảo tưởng rằng bệnh lăn tất nhiên gai lai gần đây có nói rằng cộng tỷ rất nhỏ đại đường thì hai có thể lui nhưng lui tạm thời không có nghĩa là mình không giữ uh, lối sống giữ cân nặng và, và bảo vệ như vậy ý như thế. Công liều bao nhiêu, điều trị được bao lâu? Hiện tại thì chúng tôi có được một tài liệu của ADA năm 2014 là yêu cầu của hạt B1C đối với điều trị tiền đài thao đường đó là hãy đưa hạt B1C xuống dưới 5,7. Tôi cá nhân chưa đồng tình. Vì sao? Với đài thao đường hạt B1C trên 6,5%, chúng ta đạt yêu cầu là điều trị hạt B1C là bại. Thế thì tại sao cái ADA 24 này nếu như vậy? cái này là chúng tôi sẽ thảo luận chứ đâu, à? tuần sau chúng ta sẽ thảo luận ở hà nội như vậy điều trị bao lâu ạ à? khả năng là suốt đời khả năng là xuống đây, thì báo cáo về đồng nghiệp như vậy vẫn còn một số câu hỏi khác nữa khá nhiều cảm ơn các đồng nghiệp rất nhiều tuy nhiên thời gian cho phép chúng tôi là có hàng vì vậy trước khi kết luận thì xin thưa thế này đề nghị xin cảm ơn công ty mở đã tạo điều kiện cho chúng tôi được gặp nhau như thế này những câu hỏi còn lại xin cả đồng nghiệp hãy nếu địa chỉ cụ thể và công ty chịu trách nhiệm trao lại cho bộ anh em chúng tôi anh chị em chúng tôi và chúng tôi sẽ có trách nhiệm sẽ trả lời trực tiếp cho các đồng nghiệp ở các cái câu hỏi mà chưa có thể trả lời được hôm nay thì kính thưa quý vị qua hơn một giờ trao đổi trực tiếp thì xin được thay mặt cho các đồng nghiệp trình bày hôm nay xin được có một số cái kết luận như sau như vậy metformin đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân đại thảo đường trong nhiều nghiên cứu lớn và và rất là đáng tin cậy Mệt phọc minh đây là một thuốc được khuyến cáo điều trị bước 1 cho đại tháo đường tiếp 2 trong các hướng dẫn điều trị quốc tế và tại Việt Nam chúng ta. Ý khác đó là mệt phọc minh là thuốc có thể phối hợp với tất cả các thuốc điều trị đại tháo đường tiếp 2 khác. Hãy nhớ rằng chúng ta có rất nhiều phương tiện khác để điều trị, nhưng các thuốc đó không dễ để phối hợp những thuốc khác bởi vì có những yêu cầu rất nghiêm ngặt. Nhưng riêng mệt phọc minh rất đặc biệt đó là có thể phối hợp với tất cả mọi loại thuốc đang có nếu khi mà mệt phọc minh đơn thuần không đạt được yêu cầu về điều trị và chúng ta hãy điều trị sớm nhất cho bệnh nhân có thể để bảo vệ tim mạch không phải giai đoạn đại thao đường mà giai đoạn tiền đại thao đường. Hôm nay xin được nhấn mạnh lại mà chúng ta cần nhớ trước hết là cả đồng nghiệp, sau đó đến tất cả nhân dân chúng ta. Tôi hơi vi vu một chút, đó là rất tự hào chúng ta điều kiện kinh tế còn khó, hệ thống y tế chưa bằng những nước hàng đầu nhưng mà chúng ta còn một cái thắng lợi rất là vĩ đại trong cái đợt chống Covid-19 vừa rồi. Thế thì cái tiền đại thao đường là một cái cảnh báo chúng ta có thể còn khó khăn nhưng hãy lưu ý rằng là 70% bệnh nhân tiền đại tháo đường sẽ mắc đại tháo đường nếu không được chẩn đoán và điều trị nguy cơ biến cố tim mạch tăng sẽ gấp đôi khi mà đại tháo đường tiến triển nhanh à, tiền đại tháo đường tiến triển nhanh thành đại tháo đường và tiến trình này sẽ càng nhanh thì nguy cơ biến cố tim mạch càng cao chúng ta cũng biết rằng biến chứng đại tháo đường đã xuất hiện ngay từ giai đoạn tiền đại tháo đường do đó chúng ta hãy tầm soát và điều trị sớm tiền đại thao đường đây là biện pháp tốt để điều trị giảm các bệnh chứng và hiệu quả chúng tôi biết rằng là cái tổng thống franklin của hoa kỳ có nói một câu rất là hay đó là the prevention is always the better the cure phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh chưa kể rằng là ngay bây giờ tiền đại thao đường đã là một bệnh rồi không phải là một cái tình trạng nữa một chi tiết khá cân nhắc đó là can thiệp lối sống vẫn là nền tảng nhưng mà tỷ lệ thất bại rất là cao Cùng xin nói, nói thêm một chút đó là hội đồng nội tiết đại thao đường Việt Nam có đưa ra một khuyến cáo cho toàn dân chúng ta hãy để vòng bùng chúng ta nhỏ hơn 80 độ với nữ và đừng vừa quá 90 độ Việt nam hãy lưu ý chi tiết đó metformin vẫn là thuốc hiệu quả nhất trong điều trị tiền đại thao đường cho đến hiện nay giúp giảm nguy cơ tiến triển đến tháo đường tiếp hai là đến 31% sau 3 năm và 18% sau 15 năm một số đối tượng có thể cân nhắc sử dụng metformin từ đầu tôi cho rằng không cân nhắc nữa mình nên điều trị ngay Đối với những bệnh nhân tiền đái tháo đường mà có BMI từ 23 kg mét 2 trở lên, hoặc là những người tiền đái tháo đường mà giữa 60 tuổi, hoặc là những người tiền đái tháo đường mà có tiền sử đã mắc đái tháo đường thai kỳ trước đây thì hãy mệt phục mình ngay, không có bàn cãi. Nếu sau 3 6 tháng mà chúng ta thay đổi lối sống mà không cải thiện được đối với người không đạt cái báo chúng trên, đối với bất kỳ tiền đái tháo đường nào mà sau 3 tháng thay đổi lối sống 3 6 tháng mà không cải thiện thì hãy nghĩ đến metformin và cái liều lượng ban đầu hồi nãy là tiến sĩ đạt có nêu đó và điều này thì chúng tôi chưa giảm kết luận tuy nhiên cùng gợi ý và tuần sau chúng tôi sẽ mang cái này ra cùng với uh, các đồng nghiệp ở bộ y tế để nếu một cái liều khởi đầu là như thế nào nên 500 mg một lần một ngày sau đó tăng liều là mỗi đến 15 ngày cho đến khi đạt cái liều tối đa đó là 2 mg sử dụng tối thiểu 6 đến 12 tháng tuy nhiên tôi xin nhắc lại 6 đến 12 tháng nhưng sau đó là buông tay thì đã tiên đại thao đường sẽ xuất hiện trở lại vì vậy đây cũng là một câu hỏi một vấn đề chị nêu gợi ý cho con quan niệm chung chúng tôi thấy rằng tiền đại thao đường là bệnh suốt đời bởi vì đại thao đường là bệnh suốt đời tình trạng đi kháng siêu linh không bao giờ hồi quy tuy nhiên đây là những cái gợi ý trong buổi hội thảo hôm nay một lần nữa xin được thay mặt phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị bích đào tiến sĩ hoàng văn sĩ và tiến sĩ huỳnh tấn đạt xin cảm ơn công ty mật đã tạo điều kiện rất tốt cho chúng tôi được tiếp cận với các đồng nghiệp à, kiến thức là vô cùng câu hỏi được trả lời một phần và chưa hết về số lượng xin tạm biệt và chúng tôi hứa sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi mà đang còn mắc nợ với các đồng nghiệp chúng tôi xin được kết thúc buổi hội thảo ở đây xin trân trọng cảm ơn